Đây đây cua đây mọi người ơi. Để căn yên luôn mọi người ơi. Hello mọi người ơi, hôm nay thì Yan và Ipep đi soi cua vậy con nách mọi người ạ. Ngày hôm nay Yan và Ipep đi soi con ếch với con cua mọi người. Hôm nay ban đêm anh em mình đi soi con ếch mọi người nhé. Với con cua mọi người. Mình sẽ đi thôi. Đi thôi. Vừa bắt đi bán. Đây cả nhà, hôm nay anh em mình đi bắt con cua mọi người. Anh em đi xa lắm cả nhà. Hôm nay đi bắt cua thôi. Được cái cua rộng á. Đây, bắt cua đây. Đây. Bắt nhiều cua hôm nay thì 1 kg 45.000 mọi người hạ được cả nhà. Tại vì mưa, nếu không mưa thì 1 kg 6 chục cả nhà. Thôi đi bên kia thôi anh em. Mới đi bắt rồi mà. Bắt cho một này. Có ếch một này. Bắt con ếch yên. Chạy mất rồi.
cái này đã bắt chưa nhỉ? Con nó nhiều lắm đây, trong bụng nó đây. Cái này nhiều người ta bắt thôi. Cái người ta chưa cắt lúa mà anh không có đâu. Sao vậy? Đây là đường đen nữa. Nó đi tốt hả? Cái này rồi, to á, như vậy. Ngón tay này, bằng ngón tay này được. Đã, dù chỗ này rồi mà. Cái này rồi. Cái này cao như vậy. Quá cao. Chắc nước này to cá nhỉ. Ồ, thật là cao thế. Quá là cao luôn. Sao vậy? Lên từ từ thôi. Bị trơn á. Trơn ngã. Ôi trời, nó sâu quá nhỉ.
Chiều nay có cua không? Không biết, có không? Đây bếp to á. Đây. Đây, thử nha. Chắc là chết chưa. Mẹ hơi ngủ hơn. Bắt đi. Thôi anh. Chưa nào rồi mà. À, cũng cua. Kia. Đây, được. Nguyên khai như thế này. Đó. Thì chọn lúc qua đây rồi. To ạ. Cái chỗ này sâu á. Sâu á, gì vậy? Đây cua đây mọi người ơi. Đây, căn gian luôn mọi người ơi. Vào đảo quá. Đảo quá. Đi đâu nữa. Bao vào trong bao này nè. Chạy đi đâu nữa mọi người. Mùa mưa thì cua nhiều lắm mọi người ơi. Và hôm nay thì không có mưa thì cua cũng ít cho mọi người. Để em bắt con cá lóc. Rồi nhặt sát đây nè. Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Con cá nha các bạn. Đây, bắt được rồi mà. Đây. Bắt một con cá rồi. Bao nhiêu thùng? Cua này mọi người. Lại là sự thật đây. Lại là sự thật chuyên buôn của Epep đây. Đây mình bắt được một con cá cược chế mọi người. Rửa tay thôi các bạn ơi. Cái này là vũ khí học thì anh lên để rất là phục ngang ô Yên lấy cui đi. Ui. Nhớ mà tao. Bây giờ mình sẽ nhom lửa nha các bạn. Đâu quét đâu quét thật chuyên buồn của y ăn nha mừng. Bọc tôm hả ta? Anh ấy bọc liền rồi. Anh ấy bọc thè ngay kia. Không sao đâu, có nước có đây mà. Chị cũng kre tụt. À đây. Bây giờ mình sẽ bỏ con cá vô luôn nha mọi người. Chết đây nha. Đây. Chết đây anh. Ê kìa. Bắt đi. Bồn.
này em mua đây hai con không sạch gì cả, cứ thương rồi đây em đang ăn ngon. Ban đêm như thế này phải đi soi còn ếch thôi. Còn ếch nương à? Hôm nay anh em vừa đi bắt cua mọi người nha. Tại vì không đi bắt ếch mà bắt ếch thì ếch rất cả nhà. Vừa bắt ếch vừa bắt con cua này mọi người. Cá đâu nhá? Cá hả? Hả? Ủa, chạy đuôi đây này. Chạy đi. Lên đi. Này rất đây. Ăn đi em. Dạ. Đây nha. Mày đi nha, ăn cá lóc nha. Rồi nhá. Quá ngon mọi người. Chơi đã xấu chín mà thôi mọi người ơi, bây giờ Vian với Pep trên Pep kết thúc lại clip tới đây mọi người nhé. Nếu mọi người thấy video hữu ích nhớ đăng ký kênh để Pep và Vian có động lực ra với sau mắt mọi người nhé. Bye bye.